Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với mini series khủng long nhỏ nhất và lớn nhất. Như đã nói, việc ước tính kích thước và xếp hạng khủng long dựa trên kích thước là một việc không hề dễ dàng. Có rất ít mẫu vật hóa thạch hoàn chỉnh và đôi khi có một sự trớ trêu là những loài được cho là lớn nhất lại phải dựa vào những loài nhỏ hơn chúng để xác định kích thước. Chẳng hạn như Argentinosaurus có tỷ lệ bộ xương hóa thạch được tìm thấy rất thấp và phải dựa nhiều vào các chi họ hàng như Patagotitan hay Rhinoceros để phục dựng bộ xương và ước tính các số đo. Vì thế, các xếp hạng khủng long dựa trên kích thước chỉ mang tính tương đối và để tham khảo là chính, không nên đem ra tranh luận trừ khi bạn là người làm khoa học và được làm việc trực tiếp với các mẫu vật để đưa ra những tính toán. Trong video lần trước, chúng ta đã cùng nhau xem xét 5 ứng viên nhỏ nhất và lớn nhất của nhóm khủng long chân thú, hay còn gọi là khủng long theropod. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem xét một nhóm khủng long khác. Nhóm này thì cùng với theropod hợp thành một nhánh lớn hơn là khủng long không thành lằn, Saurischia. Đó chính là khủng long sauropod, hay còn gọi là khủng long chân thành lằn. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như lần trước, bắt đầu từ dưới lên, chúng ta hãy đi tìm ứng viên nhỏ nhất trong nhóm sauropod. Nói đến sauropod thì ai cũng hình dung ra những con khủng long cổ dài to đùng, nên kích thước của những thành viên nhỏ nhất có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Ứng viên sáng giá nhất cho vị trí sauropod nhỏ nhất có lẽ là Omdenosaurus liassicus. Đây là một loài sauropod con niên đại trù ra sớm, cách đây khoảng 182 triệu năm. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại ngôi làng có tên là Omden ở miền tây nam nước Đức, bao gồm xương chày và mắt cá chân. Dù nó vẫn có đủ đặc điểm để nhà cổ sinh vật học Rupert White nhận ra đây là chân của một con sauropod, nhưng sẽ rất khó để xác định xa hơn mối quan hệ giữa Omdenosaurus và các nhóm sauropod khác. Đặc biệt hơn, Rupert White nhận thấy dù là chân của một con sauropod, nhưng nó lại có kích thước rất nhỏ. Ước tính dựa trên kích thước của xương chày dài khoảng 40cm cho thấy con khủng long này có thể đạt chiều dài khoảng 4m khi còn sống. Ứng viên thứ hai cho vị trí sauropod nhỏ nhất là một loài khủng long đến từ Brazil với cái tên khá hay ho, Ibirania parva, có nghĩa là người lữ hành nhỏ. Dù là một con khủng long sauropod, thậm chí được xếp vào nhánh khủng long hộ pháp Titanosauria, có họ hàng với những gã khổng lồ lớn nhất thời đại khủng long như Argentinosaurus hay Patagotitan, Ibirania parva lại có kích thước hết sức khiêm tốn, chỉ dài khoảng 5,7m. Các nhà khoa học cho rằng những áp lực về mặt sinh thái và điều kiện môi trường, chẳng hạn như hạn hán kéo dài, cạnh tranh thức ăn từ những loài khác đã khiến những loài như Ibirania parva và các họ hàng của nó phải tiến hóa theo hướng nhỏ đi. Ứng viên thứ ba, Machairosaurus dacus. Cũng giống như Ibirania parva thì chúng cũng thuộc nhánh khủng long hộ pháp Titanosauria, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nên đã tiến hóa theo hướng nhỏ đi. Loài khủng long này có niên đại cuối kỷ phấn trắng, với hóa thạch của ít nhất 10 cá thể được tìm thấy tại Romania ngày nay. Theo ước tính của các nhà khoa học thì Machairosaurus chỉ dài tối đa 6m và nặng chỉ đến 1 tấn. Các nhà khoa học cho rằng kích thước nhỏ của Machairosaurus là kết quả của hiệu ứng đảo, trong đó sự khan hiếm tài nguyên sinh tồn trên những hòn đảo nhỏ đã tạo ra áp lực chọn lọc để những cá thể nhỏ hơn mới có thể tiếp tục duy trì nòi giống, và dần dần chúng hình thành một loài mới có kích thước nhỏ hơn hẳn so với loài gốc. Ứng viên thứ tư là một cái tên khác đến từ Nam Mỹ, Titanomachia gimenezi. Tên chi của loài khủng long này được đặt theo cuộc chiến Titanomachy trong thần thoại Hy Lạp, một cuộc chiến kéo dài khoảng 10 năm giữa các vị thần khổng lồ Titan và các vị thần Olympia. Các Titan đã bị đánh bại trong cuộc chiến đó và phải nhường lại vị thế thống trị cho các vị thần Olympia. Việc đặt tên chi như vậy mang ngụ ý về niên đại của Titanomachia, thời điểm mà các loài khủng long hộ pháp bắt đầu tuyệt chủng. Mặc dù có chữ Titan trong tên, cũng như thuộc nhánh khủng long hộ pháp Titanosauria, Titanomachia cũng chỉ có chiều dài khoảng 6m, gần tương đương Ibirania và Machairosaurus. Cuối cùng, một cái tên có lẽ khá quen thuộc với những bạn theo dõi Mê Khủng Long từ những ngày đầu, Europasaurus hongeri. Loài khủng long này có lẽ là nạn nhân của những trò chơi khăm tự tạo hóa. Đầu tiên, tạo hóa dâng mực nước biển lên, tạo ra những hòn đảo để cô lập các quần thể khủng long, bắt chúng phải tiến hóa theo hướng nhỏ đi để sinh tồn. Đến khi loài khủng long này đã nhỏ đi rồi thì tạo hóa lại hạ nước biển xuống, nối liền các hòn đảo lại và để lũ khủng long ăn thịt từ đất liền tới xơi tái đám khủng long nhỏ bé đáng thương kia. Europasaurus sống vào cuối kỷ Jura, có niên đại khoảng 154-151 triệu năm trước. Chúng chỉ có chiều dài từ 5,7-6,2m khi trưởng thành và cân nặng chỉ khoảng 800kg là lớn nhất. Các nhà khoa học đánh giá Europasaurus thích nghi khá tốt với kích thước nhỏ bé của nó, có khứu giác và thính giác tương đối phát triển để đánh hơi nguy hiểm và thức ăn. Khủng long non cũng có khả năng tự lập ngay sau khi chào đời. Tiếp theo,
nhỏ nhất xong rồi thì đến lớn nhất. Nói thật là xếp hạng mấy con khủng long sau robot lớn nhất rất khó vì mỗi con có nhiều ước tính dựa trên các mẫu hóa thạch không hoàn chỉnh mà giữa các ước tính có thể chênh nhau 5 đến 10m là chuyện thường. Ngoài ra thì một số trường hợp được cho là lớn nhất mọi thời đại như Amphicillus fragilimus hay Brachiosaurus madleyi cũng đáng ngờ vì hóa thạch đã bị mất và những tài liệu được lưu lại khá sơ sài nên những trường hợp này sẽ bị loại khỏi danh sách. Ứng viên đầu tiên cho danh hiệu sauropod lớn nhất là Supersaurus viviani, tên của nó có nghĩa là siêu khủng long. Supersaurus thuộc họ lương long và dù cấu tạo cơ thể của nó sẽ không đôi con bằng những loài thuộc họ huyền long hay nhóm thần lằn hộ phép, nhưng bù lại nó có cái đuôi dài để hát kích thước. Một số ước tính cho thấy Supersaurus có thể dài đến 35m và nặng tối đa 40 tấn. Hóa thạch của nó có độ hoàn chỉnh thấp, nhưng tính chung hết các mẫu vật thì cũng có tỷ lệ gần tương đương với Acetinosaurus và do đó xứng đáng có một vị trí trong top những khủng long sauropod lớn nhất. Thật ra cho một hai em họ khác để nhìn danh sách có vẻ cân đối một chút, chứ không thì video hôm nay sẽ toàn khủng long hộ phép mất. Ứng viên tiếp theo mà Dinoman chọn là Sauroposeidon proteles. Loài khủng long này được tìm thấy vào năm 1994, nhưng người ta lại nghĩ rằng đó là những khúc gỗ hóa thạch. Phải đến năm 2000 thì các nhà khoa học mới xác định rằng đây thực chất là các đốt sống cổ của một con khủng long khổng lồ có họ hàng tương đối gần với Brachiosaurus và họ đặt tên cho nó là Sauroposeidon theo tên vị thần biển trong thần thoại Hy Lạp. Điều đặc biệt là Sauroposeidon có cái cổ rất cao, có thể nói là cao nhất trong thế giới khủng long với chiều cao đạt được là 16,5-18m. Đồng thời chiều dài cơ thể của con khủng long này có thể đạt từ 27-34m. Ứng viên thứ 3, Bustin Gory Titan Seaver. Loài này thì chỉ mới được khám phá cuối năm 2023 thôi, nhưng những ước tính dựa trên hóa thạch tìm được của nó cho thấy nó hoàn toàn đủ sức cạnh tranh danh hiệu khủng long lớn nhất mọi thời đại. Bustin Gory Titan Seaver là một loài khủng long thuộc nhóm khủng long hộ phép đến từ hệ tầng Huincul, có niên đại khoảng 97-93 triệu năm trước. Dựa trên kích thước của những hóa thạch được tìm thấy thì người ta ước tính khối lượng của con khủng long này có thể đạt đến 67 tấn, cùng chiều dài từ 35-40m. Cùng hệ tầng với Bustin Gory Titan Seaver còn có gã khổng lồ khác là Chucarosaurus diripiander. Gã khổng lồ này cũng có thể đạt chiều dài đến 30m. Ứng viên thứ 4, Patagon Titan Myerum. Đây là một trong những loài khủng long khổng lồ có hóa thạch hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy, với bộ xương hóa thạch bao gồm hầu hết phần thân, chỉ thiếu nhất ở phần cổ. Chính vì thế, những ước tính về kích thước của Patagon Titan Myerum có độ tin cậy cao hơn so với những cái tên khác, chẳng hạn như Puatasaurus. Được gọi là gã khổng lồ Patagonia, Patagon Titan Myerum có thể đạt chiều dài lên đến 31m, cùng cân nặng từ 50-57 tấn. Chúng được xếp vào nhánh khủng long hộ phép Titanosauria và do đó đã trở thành bản tham khảo đáng tin cậy để phục dựng bộ xương cũng như ước tính kích thước của những gã khổng lồ khác như Acetinosaurus hay Puatasaurus. Bộ xương Patagon Titan sau đó cũng được dùng để tạo ra nhiều bản sao đem trưng bày khắp thế giới. Cuối cùng, Acetinosaurus Huinculensis, khủng long xứ Á nhĩ căn đình. Acetinosaurus có thể xem là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu khủng long sauropod lớn nhất mọi thời đại. Nhưng điều khiến cho vị thế này trở nên bấp bênh chính là độ hoàn chỉnh không cao của các mẫu vật Acetinosaurus được tìm thấy, chỉ đạt mức trên 5%, thuộc hàng thấp nhất trong số các sauropod khổng lồ. Dựa trên những gì tìm được thì người ta ước tính một con Acetinosaurus trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 30-35m, hay như một số ước tính còn đẩy lên 40m, dài hơn cả động vật lớn nhất trên đất còn sống hiện tại là cá voi xanh. Cân nặng ước tính của nó cũng là những con số khổng lồ, có thể lên đến 90 hay thậm chí 100 tấn. Việc liệu Acetinosaurus có thể thật sự đạt được kích thước như thế hay không vẫn là một câu hỏi còn đang tranh luận giữa các nhà cổ sinh vật học, nhưng ít nhất thì chúng ta mới có trong tay những mẫu vật thật sự. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà cổ sinh vật học sẽ tìm thấy các mẫu vật hoàn chỉnh hơn của Acetinosaurus để chúng ta cùng có cái nhìn chính xác hơn về kích thước của gã khổng lồ này. Vâng, vừa rồi là 5 cái tên khủng long trên thần lằn nhỏ nhất và lớn nhất dựa trên những ước tính từ các nhà cổ sinh vật học. Rất có thể còn những ứng viên khác cũng xứng đáng không kém, chẳng hạn như Puatasaurus, Paralititan hay Rednotus, nhưng vì thời lượng của video có hạn nên chúng ta sẽ tạm không nhắc đến chúng ở đây. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.